Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Hồng Hà quá khứ ủng hộ Formosa, hiện tại nói đạo lý. Vào năm 2016, khi mà Formosa thả thải độc toàn bộ vùng biển 6 tỉnh miền Trung kéo dài từ Hà Tĩnh đến tận Đà Nẵng, gây ra một thảm họa ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Biển nhiễm độc, cá và các loài hải sản bị giết sạch, thì con người làm sao chịu nổi độc tố trong nước ở đó. Một khi có người bị nhiễm độc, nếu không chết ngay lập tức thì cũng ngộ độc mà sinh bệnh, chết từ từ. Là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam, đáng lẽ ông Trần Hồng Hà cần xử lý Formosa để bảo vệ môi trường sống cho người dân, thì ông này lại làm ngược lại, đấy là dụ cho người dân chấp nhận ăn độc, uống độc, tắm độc để mà bảo vệ Formosa. Vào năm 2016, để bảo vệ Formosa, Trần Hồng Hà đã xúi dân ăn độc và tắm độc. Chưa có mẫu bộ trưởng nào mà xuống tận nơi bị thảm họa do dân tai để thực hiện một chiến dịch quảng bá dối trá để mà bảo vệ cho kẻ ác thú, đó chính là Formosa. Một khi dân chấp nhận là biển sạch và cá không nhiễm độc thì điều đó đồng nghĩa với việc Formosa sẽ ít gặp rắc rối. Ông Trần Hồng Hà và các quan chức tỉnh ở khu vực bị ô nhiễm đã tổ chức tắm tại chính vùng biển bị ô nhiễm này. Đây là hành động không những gây nguy hiểm cho xã hội mà nó còn rất khốn nạn với người dân cả nước. Bán đứng tương lai của người dân để mà bảo vệ thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường biển. Vào ngày 31 tháng 7 mới đây, khi làm việc với Bộ Xây dựng, ông Trần Hồng Hà lại lên giọng nói đạo lý rằng cần có rừng trong đô thị. Tất nhiên, có rừng trong đô thị là tiêu chí của những đô thị xanh, những đô thị có môi trường sống và làm việc lý tưởng cho cư dân. Tuy nhiên, nói điều đó thì có nghĩa gì khi mà giờ đây cây xanh trăm năm đã bị bức tử để nhường chỗ cho những công trình bằng bê tông, cốt thép. Còn nhớ vào hồi năm 2015, khi đó ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho chặt 6.700 cây cổ thụ. May mắn là cả xã hội đã phản ứng gay gắt, rất nhiều người xuống đường biểu tình phản đối. Nhờ đó mà hành động bức tử cây xanh mới dừng lại, sau khi hàng trăm cây đã bị đốn hạ. Ngày đó, ông Trần Hồng Hà với tư cách là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông lặn ở đâu mà không thấy phản đối chính quyền Hà Nội tàn phá cây xanh, rồi giờ đây ông lại nói đến vấn đề rừng trong thành phố. Từng ủng hộ Formosa và giờ đây ông Trần Hồng Hà lại nói về tạo rừng trong thành phố. Ông Trần Hồng Hà không để lại được thành tựu gì khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thậm chí người dân còn nhớ đến ông này như là một quan chức đi làm thuyết pháp cho Formosa, với nhiệm vụ là làm sao cho người dân chấp nhận ăn độc, uống độc và tắm độc, để đảm bảo cho Formosa được yên ổn. Một số người thì cho rằng ông Phạm Hồng Hà tiến hạ thân là nhờ vào nhóm lợi ích Nghệ An đang rất mạnh ở Trung ương. Một ông Phó Thủ tướng như vậy thì người dân Việt Nam khó mà hy vọng cho được sự tử tế của ông này. Một Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng không bảo vệ môi trường mà lại bảo vệ kẻ phá hoại môi trường. Ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng của Việt Nam hiện nay, sẽ không có rừng nào trong thành phố cả. Phát biểu ông Trần Hồng Hà chỉ là câu nói suông chứ không thực hiện. Cho dù cả chính phủ có nỗ lực cũng không thể thực hiện được, bởi tại các thành phố này, bê tông đã thay thế các mảng xanh từ lâu rồi. Trước đây không ai có thể tưởng tượng Đà Lạt thì bị lũ lụt, nhưng ngày nay đó là câu chuyện xảy ra hàng ngày. Chỉ cần một cơn mưa lớn hoặc các đường phố Đà Lạt sẽ biến thành sông và đường dốc thì biến thành thác. Làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng bao nhiêu dự án phá rừng được trình lên vẫn nhận được cái gật đầu của ông chính phủ. Lẽ ra quản lý ở cấp trung ương nhưng Trần Hồng Hà thì phải có trách nhiệm ngăn chặn những dự án phá rừng đó. Nhưng không, hầu hết các dự án phá hoại môi trường chỉ có người dân phản đối, còn chính quyền thì cứ làm ngơ đi. Thậm chí họ lại công khai ủng hộ hoặc âm thầm tiếp tay cho dự án. Hiện nay, người dân Lộ Diêu, Bình Định đang phải đấu tranh chống lại dự án luyện thép, không biết ông Trần Hồng Hà có ủng hộ bà con Lộ Diêu hay không? Hay là lại ủng hộ nhà đầu tư như ông đã từng ủng hộ Formosa? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Trần Hồng Hà quá khứ ủng hộ Formosa, hiện tại nói đạo lý. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lạm dụng từ hy sinh để biến người Cộng sản thành bề trên đối với toàn dân. Vào ngày 31 tháng 7, một tờ báo trong nước có bài viết mưa tới 200 mm ở tại vị trí sạt lở làm 3 cán bộ cảnh sát hy sinh và một người dân bị tử vong. Cán bộ cảnh sát thì dùng từ hy sinh, còn người dân thì dùng từ tử vong, mặc dù cả 4 người cùng chết vì một nguyên nhân như nhau. Người Cộng sản họ phân biệt giai cấp ngay trong cách dùng từ. Mất mạng vì tai bay vạ gió, nhưng công an thì hy sinh, còn người dân lại tử vong. Hy sinh nghĩa là làm nhiệm vụ, nhận về mình về phần thiệt thòi, mất mát quyền lợi, vật chất, tinh thần hoặc chết, hay mất một bộ phận cơ thể cho một mục tiêu cao cả hoặc một lý tưởng tốt đẹp. Ví dụ như 13 quân nhân gặp nạn khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng vào năm 2021 mới thực sự là hy sinh. Những người này đã chết vì gặp nạn khi đang đi cứu hộ cho 17 công nhân mất tích do sự cố sạt lở ở nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, thì đấy là đúng ý nghĩa. Trong vụ ở Bảo Lộc mới đây, chốt cảnh sát giao thông đóng ngay tại vị trí sạt lở. Khi sạt lở xảy ra thì 3 cảnh sát giao thông và một người dân chẳng may gặp họa. Cả 3 cảnh sát giao thông chết vì rủi ro, hoàn toàn không hy sinh cho bất kỳ ai cả. Trong trường hợp này cần phải dùng từ tử vong cho cả cảnh sát giao thông và thường dân. Đã từ lâu, Đảng Cộng sản luôn coi là người của họ chết là hy sinh để đặt vị trí của người Cộng sản lên cao hơn người dân cả nước. Họ lạm dụng từ này một cách rất bừa bãi. Thậm chí 3 cảnh sát cơ động mất mạng khi tấn công vào nhà dân giữa lúc nửa đêm tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 thì công an cũng dùng từ hy sinh. 3 công an viên này thừa lệnh cấp trên xông vào nhà dân tấn công người già không tất sắc trên tay thì họ hy sinh cho ai đây? Họ chết cho ai được sống mà gọi là hy sinh? Vâng lệnh cấp trên, nửa đêm vác súng đột nhập vào nhà dân rồi chết cũng gọi là hy sinh. Đảng Cộng sản hô hào đấu tranh xóa bỏ giai cấp, nhưng chính họ lại phân biệt giai cấp hơn bao giờ hết. Chọn hồng hơn chọn chuyên trong bộ máy chính quyền cũng là phân biệt giai cấp. Chỉ có con cháu của người Cộng sản đã được ăn mâm trên, mâm dành cho những kẻ thống trị, còn dân đen dù có giỏi cỡ nào thì cũng là hạng thường dân không được chọn. Họ tha để cho con cái quan chức phá hoại, cũng không cho dân đen được đóng góp cho đất nước. 74 người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để gìn giữ Hoàng Sa, rất xứng đáng được thừa nhận là đã hy sinh. Tuy nhiên, cho tới nay, báo chí của nhà nước Việt Nam vẫn nhất quyết không dùng từ hy sinh đối với những người này. Họ chỉ dùng từ là tử trận, không dùng từ hy sinh. Một người lính công an đêm tối vào nhà dân đánh cướp và bị chết thì gọi là hy sinh, còn người lính Việt Nam Cộng Hòa chết để giữ gìn quyền biển đảo cho quê hương thì không được xem là hy sinh. Cộng sản họ đã phân biệt như thế. Đảng Cộng sản là như vậy, họ là bề trên, là thành phần cai trị, thường dân là bề dưới, là thành phần bị trị. Không thể có chuyện người dân được đối xử công bằng với người Cộng sản được. Người Cộng sản chết vì bất kỳ nguyên nhân do nào cũng được gắn từ hy sinh, nghe thật cao cả. Người dân thì mãi mãi không được như thế, còn đối với người lính Việt Nam Cộng Hòa thì Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ thừa nhận là họ đã hy sinh, dù cho người lính đó bảo vệ lãnh thổ của đất nước. Sự hy sinh của Trung tá Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thà thì được người Cộng sản gọi là tử trận. Vào năm 1998, trong một bài diễn văn đọc ở Đại hội Nhà văn, bà Dương Thu Hương đã nói rằng Đảng Cộng sản phải biết ơn nhân dân, bởi vì xưa đến nay họ chỉ nói nhân dân biết ơn Đảng mà thôi. Tôi phân tích rằng cả một dân tộc đã đổ xương máu để kháng chiến chống Pháp, và những gì dân tộc đạt được là do truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. Nhưng Đảng Cộng sản đã cướp tất cả công lao và nhận vơ là công của Đảng. Họ còn dạy dỗ quần chúng là phải biết ơn Đảng. Hành động như thế vừa đều cáng, vừa vô ơn bạc nghĩa và tự cao tự đại. Những kẻ như thế không xứng đáng để lãnh đạo đất nước, dân tộc. Đảng Cộng sản là như vậy, họ vong ân nên đã tự đặt mông lên đầu, lên cổ dân tộc. Những gì họ làm dù khốn nạn nhất thì vẫn nói là họ hy sinh, còn những gì dân làm thì với họ chẳng có giá trị gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin lạm dụng từ hy sinh để biến người Cộng sản thành bề trên đối với toàn dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de